mình đang bị ung thư hay đang bị bệnh gì mà bác sĩ chạy, mà bản thân mình mà càng nặng nề buồn thêm thì bó tay. Đúng quý vị, bó tay rồi. Quý vị nhớ nghe, bác sĩ thế gian chạy nhưng Phật A Di Đà không chạy. Nhiều người người ta bị ung thư, bệnh này bệnh kia, nhưng mà khi bác sĩ đã chạy mà người ta rất may mắn, người ta gặp được Phật Pháp, rồi người ta nghe Pháp, người ta niệm Phật, người ta sống những ngày tháng vui vẻ. Vậy đó mà cuối cùng người ta lại hết bệnh, sống bình thường. Hay không? Này rất là quan trọng. Nên quý vị làm trưởng đoàn hay là quý vị đi đến đây tu tập mà dẫn được một người thì tốt một người, dẫn một người đi tu thì tốt một người. Nhưng quý vị nhớ kỹ là dẫn đoàn đi tu nó có cái lợi và nó có cái hại. Cái lợi là quý vị dẫn người ta đi tu mà quý vị mà chịu tu, rồi quý vị đi đến chùa quý vị lo tu hành, rồi ở nhà quý vị có tu, thì cái người trưởng đoàn này dẫn đi tu, càng dẫn nó càng thịnh. Chắc chắn quý vị luôn. Nhờ đó nói cho quý vị nghe, không thể nào quý vị dẫn đầu mà quý vị lại là yếu hơn cái người đi theo. Nhớ nghe, vì dẫn đầu mà yếu hơn cái người đi theo quý vị là quý vị phải đi lùi là phía sau. Người đi theo nó dẫn đi trước lại. Chắc chắn quý vị luôn á. Tại vì mình là trưởng mà quý vị. Ví dụ như Đức bây giờ trưởng chúng, bản thân Đức làm cái gì cũng hơn chúng, vui cũng hơn chúng, năng lượng cũng hơn chúng, thì những Đức mới trưởng chúng. Quý vị ngồi suy nghĩ đó không? Rồi những Đức chia sẻ Phật Pháp cho quý vị là những Đức phải vui hơn quý vị. Chứ nếu như những Đức buồn hơn quý vị mà lấy cái gì chia sẻ đó. Nên quý vị thấy rằng là cái đoàn nào dẫn đi mà càng ngày càng bớt người, càng ngày càng không ai đi theo, là quý vị biết rằng người trưởng đoàn này càng ngày càng không còn tâm tu nữa. Chắc chắn quý vị luôn. Đúng không? Quý vị kiểm qua chỗ này sẽ biết cái đoàn đó sao liền à. Nên nhớ kỹ là khi người ta dẫn mình đi tu mà từ từ cái tâm tu người ta giảm đi, thì quý vị phải kiếm đường để bản thân mình tự đi. Tại vì sao? Không thể nào họ không đi mà mình không đi. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng mà quý vị. Thêm là mình đi đến đây mình nghe thầy giảng phương pháp tu rõ ràng, mà chính họ ở nhà lại thay đổi tứ tung lăng tan. Vậy thì bản thân chúng ta phải ngồi suy nghĩ kỹ lại. Vì họ có khả năng gì mà họ lại thay đổi và họ tùy tiện dẫn mình đi. Nếu mình lao theo họ mà dị tình, đây là dại khờ. Nhớ, lao theo họ mà dị tình là dại khờ. Tại vì đây là huệ mạng của mình, mà mình lao theo họ mà mình tùy tiện theo họ, mình dị tình họ mà theo họ, thì mất huệ mạng của mình, ai cứu cho mình đây? Nên bản thân mình phải khôn chỗ này. Phải khôn, thật là khôn chỗ này. Nên thêm cái nữa là quý vị nhớ là nghe đạo biết tu mà muốn độ người thân gia đình, là đừng có bao giờ nói rằng là mình phải nói bao nhiêu câu, mà cái quan trọng là bản thân quý vị. Bản thân quý vị á. Tại vì bản thân quý vị tu được an lạc. Nhưng Đức nói với quý vị nghe nè, con mình nó đang ngồi bên cạnh nó nhìn mình á, con mình nó đang quan sát mình á. Thí dụ như quý vị là mẹ đi, quý vị có con gái mà quý vị đã biết đạo rồi, bị đi đến chùa, bị nghe đạo nghe, mà chính cái hành động quý vị làm mẹ mà quý vị làm sai. Ví dụ như đã có chồng rồi, xa chồng mà lại cặp người này người kia, là con gái quý vị nó sẽ nghĩ đi đến chùa. Nó nghĩ đi chùa. Tại sao? Nó không bao giờ nghe ông thầy đó nữa. Tại vì nó nói ông thầy này dạy mẹ nó đâu có làm được tốt gì đâu mà nghe ông thầy này làm gì. Là quý vị phế Phật Pháp. Phế Phật Pháp. Thêm cái nữa nè, mình á, có một người chồng mình biết tu nghe, mà chồng mình mà không tu là bản thân mình đã khó khăn rồi. Không chi mà mình đi quen với một người đàn ông mà nó không tu là mình khờ quá, cực kỳ khờ luôn.
Vì sao nó không cùng phương hướng với mình, sao mà sống đây? Mà mình theo nó là mình phải theo nó luôn á, nó không cho mình đó. Thí dụ như mình chuyên tu, mình chuyên niệm Phật đi, mà mình quen với một con người đàn ông hay gì đó, hay một người bạn mà nó tu cái môn khác, nó phái cái giống như là họ theo cái môn khác, cái tôn giáo khác, là quý vị trở ngại. Đơn giản để quý vị để ý nè, Phật giáo không có trở ngại, nhưng có nhiều cái tôn giáo người ta bắt buộc quý vị phải theo người ta. Nói mà cái chuyện mà mình đạo Phật mà đi theo chồng hay vợ đạo Thiên Chúa, đã là nó không cùng mối đạo, nó đã có sự trở ngại trong cái gia đình quý vị. Trở ngại trong gia đình quý vị rồi đó. Đừng có nói. Cái đó là cái đạo của tôi đó nghe. Còn không chi là con người mà họ không cùng tín ngưỡng, họ không cùng quan điểm, sống nhau sao được? Không lẽ mình đi tạo ra cái phiền phức, cái khổ thêm? Nó giống như có một cái cô này nè, cổ 50 tuổi hay gì, mà cô quen cái ông này đi chùa chung, mà ổng 40 mấy, mà ổng thì ổng không có chuyên niệm Phật, mà cổ thì chuyên niệm Phật. Cuối cùng bà lấy ổng một cái là trở ngại quá trời luôn, có nghĩa là bắt phải đi theo ổng, cái cách của ổng không có được tu hành gì nữa. Nên từ nơi đó mà cái hành động mình làm cha làm mẹ là cái hành động cho con nhìn, đừng có nói mà nói cái gì hay ho. Tại vì sao? Con mà nó nhìn mình, nó nhìn mình sao nó làm theo gì nó. Nên thí dụ như mình dẫn người ta đi tu, bản thân mình là một vai trò gánh nặng lắm. Tại vì sao? Nếu như mình dẫn người ta đi tu mà bản thân mình không được sự an lạc, đến chùa thì nghe thầy giảng hô hà vui, nhưng về nhà hoàn toàn thay đổi khác hết chứ, làm cái gì cũng làm không có đúng như lời thầy dạy. Đối với cha mẹ thì không hiếu kính, đối với anh em thì không hòa thuận, đối với mọi người thì không trung thật, sống thì đi ngược lại đạo đức. Đây là cái hành động của quý vị phỉ báng Phật pháp. Phỉ báng Phật pháp đó, đừng nói. Nên người ta dẫn mình đi tu, bản thân mình phải có cái góc độ nhìn con người này đó, cẩn thận. Chứ đừng có nói họ làm trưởng đoàn, họ dẫn mình đi đâu thì mình đi, hoặc họ nói gì mình phải nghe, tầm bậy. Họ với mình cũng là người đi tu chung, nhưng cái duyên của họ là được thuê xe dẫn đi thôi. Đây là những vị trưởng đoàn, đừng có ngại. Tại vì những cái điều này như Đức nói, để cho cái người mà đi theo có những đoàn, người ta phải có góc độ sáng suốt, có sự chọn lựa sáng suốt, hiểu không quý vị? Nếu không thất bại thì sao? Nó nên những Đức nói rằng á, thí dụ như mình dẫn đoàn đi tu chung thì chị em với nhau, ai muốn dẫn đoàn đi nữa thì phải nói với chị trưởng đoàn mình đã từng đi chung, mà bây giờ em thấy đoàn đông quá, em muốn em tách ra em dẫn đoàn đi chị ơi. À được, quan hỷ, nhưng mà mình đừng có bao giờ mà tự nhiên nó mít lòng với nhau, để rồi mình tách ra, mình rồi mình lôi kéo cái đoàn cũ đi theo mình. Đây là hành động không đúng. Dù mình dẫn 5 người, 2 người cũng được, nhưng mà mình phải làm sao cho nó có tình, có nghĩa quý vị. Hiểu không? Đây là cái nhớ nhà Đức nhắc quý vị nghe. Tại vì cái chuyện quý vị làm nhà Đức không có biết cái gì đâu, nhưng mà nhà Đức nhắc đây là nhắc chung đó. Đi thêm cái nữa là mình thấy cái người này là làm trưởng đoàn dẫn đi tu, mà về nhà người này không có tu, người này không nghe pháp, không tu hết trơn á, là mình biết là trưởng đoàn là thế nào cũng rớt. Chắc chắn quý vị luôn, tại chùa mình là chuyên giảng pháp, chuyên tu. Mà người này nghe pháp mà ở nhà không tu, về nhà không nghe pháp sao cùng quan điểm được quý vị? Lỡ không có nghe được đâu quý vị, đi đến đây mà quý vị nghe những Đức giảng, quý vị tiếp nhận được gì là do quý vị quân tập mỗi ngày đó. Quân tập mỗi ngày mà được á. Ví dụ như ở nhà coi tivi mà còn được, chi vô đây coi trực tiếp, thì từ nơi đó mà nó phải quân tập mỗi ngày. Nên từ nơi đó mà cái duyên của mình nó mới nặng với Phật pháp, cái duyên mình nó nặng với ngôi Tam Bảo đó. Nếu như mà nó lạc lẽo với từ nó xa luôn, lạc lẽo với nó xa luôn. Nhưng mà quý vị nhớ một điều là không hành trì là nó xa, không hành trì là nó xa. Thí dụ như quý vị có hành trì là quý vị tự nhiên quý vị thấy nó gần gũi lắm, gặp mặt là thấy gần gũi. Này là 100% luôn. Còn không hành trì nghe quý vị, đi là ở đây gặp mặt tự nhiên mình lượn như thế. Gặp nhau nó có một cái gì rất là ngại quý vị à. Và nói giống như nó không có thật. Tại vì hoàn toàn giống như mình mua rìu ở mắt thợ quý vị.
Đó đó là cái mà vì hãy hết sức cẩn thận. Phật pháp á, nó có một cái vai trò đặt vào cái việc mà thật chắc để mà mình làm, quan trọng dữ lắm. Nó nên á, cái việc mà nghe pháp rồi sửa đổi lỗi lầm, rồi hành động của mình để độ gia đình, hành động của mình độ gia đình, chứ không phải là mình nói nhiều mà độ gia đình, mà hành động của mình, cuộc sống của mình độ gia đình, độ gia đình. Nó bây giờ những đứa hỏi quý vị này, quý vị làm mẹ người ta, bây giờ quý vị nghe đạo rồi lỡ chồng mình chia tay với mình, mà bản thân quý vị cặp người này cặp người kia, quý vị kêu con gái vì không làm theo, quý vị nói con gái vì, con gái vì nó sẽ nói gì sao? Mẹ như vậy mà kêu con không làm gì, con đi chơi con có quyền. Tại sao mẹ, mẹ là mẹ con mà mẹ còn đi chơi, mẹ là mẹ con mà mẹ còn đi 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 với người đàn ông này đàn ông kia, bây giờ mẹ kêu con mà không đi chơi. Con 11, 12 tuổi thôi, con có quyền, con yêu kệ con. Mẹ có quyền nói con đâu. Mẹ già với mẹ còn yêu không, kêu con không yêu. Nó nói mình đớ luôn quý vị, cho quý vị biết á. Không trả lời được với con đâu. Nít bây giờ nó khôn lắm đó quý vị ơi. Nên mình đã biết cái chuyện vợ chồng rồi mà lỡ chia tay nhau, bản thân quý vị nghe ông thầy giảng cố gắng đi, đừng có lãng quạng chi nữa. Tại vì nó chỉ có nhiêu thôi, nó nhiều thôi chứ cái gì đâu quý vị, đúng không quý vị? Đừng bao giờ cho nó là lạ nghe, nó không có lạ đâu. Giữa nam và nữ nó chỉ có một nguyên lý, không có cái gì thêm nữa chứ nghe. Nó chỉ khác là cái ông này ông vui vẻ, ông ngọt dịu, ông biết chiều chuộng mình hơn cái người mà khô cằn sỏi đá thôi. Đó là quý vị chi cầu sự hưởng thụ thôi. Còn nếu như mà đã chi cầu sự hưởng thụ được rồi, quý vị cảm thấy vẫn là chán. Tại vì nó có một bài vậy hoài thôi chứ làm gì giờ, đúng quý vị? Nó nên mình khi đã có gia đình rồi mà lỡ gãy gánh giữa chừng, cố gắng nghe đạo đi, để mà ở như vậy nuôi con đi. Đây vẫn là chủ trương mà bản thân Nhận Đức luôn luôn nêu lên cho quý vị, hiểu không? Về sau con của mình tôn trọng mình dữ lắm. Cuộc đời mình giờ bốn mấy tuổi rồi, ba mấy, bốn mấy rồi, hơn nửa đời người rồi, chúng ta không cần thêm nữa. Nên chúng ta thường đổ tội cho cái nghiệp. Chúng ta cứ đổ tội cho cái nghiệp mà bản thân mình quên mất tiêu là mình quá muốn. Mình không cưỡng lại được, mình cứ đổ tội cho nghiệp không à. Cứ cái gì cũng nghiệp con, nặng lắm, nghiệp con, nghiệp con, nghiệp con. Nghiệp là sự tạo tác. Thì bản thân của mình cố gắng quý vị. Ở đây cũng nhiều ông nhiều bà mà chồng bỏ chồng chê, vợ bỏ vợ chê, thí dụ đi. Nghe gì rồi mình sống mình làm cái trách nhiệm của mình đi quý vị. Nếu như quý vị sống những ngày tháng nuôi con đàng hoàng nghe, quý vị không có khổ đâu. Nó không có khổ chắc chắn quý vị luôn. Nên hôm nay chúng ta có bài học tập là nghiệp phá thai cần quá giải trong đời này. Thì nhớ cái nghiệp phá thai này từ đời mình mà phải nói cho đời con mình nghe. Tại vì sao? Cái xã hội bây giờ người ta đó tạo điều kiện cho nít mới lớn lên đi phá thai, là người ta quảng cáo đủ cách rằng là dễ dàng, đơn giản, không có gì đau đớn. Giống như tạo điều kiện. Những Đức nói rằng lớp học bây giờ đúng ra phải có một cái buổi giảng về cái chuyện mà trẻ em đang đi học này phải có nhận thức như thế nào về nhân cách đạo đức. Đó mới là đúng. Tại vì sao? Nếu bây giờ nó còn nhỏ nó đi học mà nó đi phá thai thì đứa này tương lai của nó làm sao? Bây giờ đa phần quý vị, cái tuổi của chúng ta ngày xưa chưa đến nỗi quá. Nhưng mà nếu một cô nào ngồi trong đây mà cuộc đời mấy cô trước khi mấy cô có chồng, bản thân mấy cô đã bước qua cái hàng rào tình cảm, thì những Đức nói với mấy cô nghe, cả cuộc đời mấy cô sống với chồng nhưng thật sự hình như nó bị khuyết về tình cảm, nó bị một cái gì đó không được đặc biệt. Cho mấy cô nhớ, nếu gặp một người chồng mà nó không cần nghĩ tới thì thôi, chứ nếu như một người chồng mà nó còn cái tâm hẹp hòi thì mình cũng thấy phiền phức. Không chi bây giờ trẻ em càng ngày càng phát triển thì nó nói rằng tùy tiện yêu thương, tùy tiện bước qua hàng rào tình cảm và tùy tiện đi phá thai.
Vậy thì cái tương lai của các cháu có bị tổn không? Nó tổn đức mà làm gì nó không tổn tương lai. Vì các cháu tùy tiện đi phá thai, mà còn nhỏ như vậy mà đã phá thai thì các cháu nó già trước tuổi. Nhưng mà bây giờ trường học không giảng cái chỗ này thì các cháu nó vừa cấp sách đến trường, nó bước ra khỏi trường học nó thay bộ đồ khác rồi, để nó đi chơi rồi. Đó. Từ nơi đó mà nếu mà mình là một thầy cô giáo, đúng ra mình phải nhận thức sâu sắc và tìm hiểu về cái lớp trẻ cho cái xã hội kế thừa này nè. Chúng ta tìm hiểu có trẻ em này nó mới đi học xong, nó bước ra nó đi đâu. Tìm hiểu chỗ đó thì mình mới làm một người thầy giáo cô giáo, để giảng dạy làm sao nó đúng vào cái cuộc sống cho các cháu. Đúng không? Những đức nói với vị nghe, cái đức hạnh của quý vị nó gầy dựng cho một gia đình hạnh phúc, và gia đình quý vị thịnh từng đời. Nếu như bây giờ mà chúng ta đẩy mạnh cái việc mà giảng dạy nhiều để chúng ta có thêm kinh tế, mà không biết cái bộ não của các cháu có tiếp thu được hay không. Vậy thì chúng ta dạy học qua kinh tế thì những đức nói với vị nghe, cái lớp trẻ kế tiếp này sẽ như thế nào? Chúng ta nói rằng thôi thầy ơi, bây giờ nó đại trà rồi, con không làm người ta cũng làm. Người ta làm là do gì? Người ta không hiểu gì nhân quả. Còn mình là người hiểu gì nhân quả. Chúng ta hãy làm sao mà cái cuộc sống của chúng ta bình bình chung chung, không cần đặt vấn đề kinh tế quá, mà chúng ta đi sâu vào cái việc mà không cần nghĩ đến cái việc con em người khác. Những đức nghĩ rằng là trường học bây giờ, nếu như tất cả thầy cô giáo mà kiến nghị lên cái việc hiệu trưởng, là chúng ta phải có một tuần lễ có mấy ngày về những cái buổi giảng về nhân sinh cuộc sống cho các cháu. Mà muốn giảng nhân sinh cuộc sống thì phải đi tìm hiểu về cái lối sống của các cháu đối với cha mẹ, đối với người thân. Chúng ta phải mời cha mẹ đến để mà cha mẹ đưa lên cái kiến nghị của con cái bây giờ làm sao, để kết hợp giữa thầy và các cô giáo với cha mẹ để mà dạy các cháu được tốt hơn. Đây là cái rất là quan trọng quý vị. Có nhiều người chúng ta thật sự chúng ta có điều kiện, có tiền, nhưng chúng ta lại không nghĩ về giáo dục là quan trọng. Nên cuối cùng rồi bản thân của mọi người chúng ta chỉ biết thương con mình và đặt để con mình tiến đi đến cái chỗ học vị, mà quên đi cái việc giáo dục đặt trong học vị. Mà chỉ biết học vị cao là hay, nhưng nếu thiếu đạo đức thì có gì đâu mà hay. Đâu có gì đâu mà hay quý vị. Những đức nói thiệt, có một cái chỗ này, người ta ngồi khi người ta họp, mà người tu, nếu ai mà đã từng có coi, mà tất cả trong đó toàn là những vị có thời gian lâu năm, thâm niên trong một buổi họp, mà ngồi nói chuyện, những đức nói trong bụng sao mắc cười thiệt. Tại vì sao? Tại sao cái buổi họp gì mà lại đưa lên trên mạng chi vậy ta? Một buổi họp mà ngồi nói chuyện toàn là tào lao không, mà toàn là những người rất nhiều chục năm trong cuộc đời tu hành, có được cái chức phận trong Phật giáo, nhưng mà lại ngồi trong đó và nói những cái điều hiến kế, hiến này hiến kia để đưa lên mạng cho người ta chửi. Quý vị coi, Phật giáo như vậy nó bị ảnh hưởng là phải rồi. Những việc chúng ta nói chơi thì chúng ta cho nó lội qua bên. Vì mình bản thân tu có những lúc mình cũng phải nói chuyện vài câu cho nó vui, anh em huynh đệ gặp nhau, nhưng đó là cái không phải để cho mình đưa cho công chúng coi. Không nên đưa công chúng coi làm chi. Thật sự mà nói, chúng ta tu càng lâu thì bản thân của chúng ta biết rằng ai mà không cần có tiền, nhưng cái cách cái có tiền của chúng ta nó phải có một cái gì đó đặc sắc chứ. Chứ đừng để người khác cái gì cũng phê phán mình. Bản thân những đức mà có khi mà nhiều người ta muốn gặp những đức, ta nói dạ con muốn cúng dường tiền, những đức nói khỏi tiếp luôn. Tại vì sao? Tại sao vị lại nói câu đó? Nếu tôi có thời gian nhất định tôi sẽ gặp quý vị, không lẽ bây giờ có tiền tôi mới tiếp sao? Vì nghĩ đi, không gặp luôn á. Đó là cái quý vị biết vì sao Phật giáo chúng ta không phát triển hay không, là vì chúng ta có một cái góc độ rất là kém, rất là mỏng, không có dày. Hiểu không? Có nghĩa là những đức nói thiệt quý vị, ở đây dù cỡ nào cỡ, nhưng những đức gần với hòa thượng của mình. Ngày xây bao nhiêu cái ngôi chùa, quý vị coi, hòa thượng bữa lễ ngày có nói câu nào? Để cho đệ tử nhỏ mình nói thôi, bản thân mình lớn không có nói tới, để đệ tử mình xử lý hết đi. Ngài không nói một câu gì chứ.
để những đức tự sắp xếp, tự nói cái chuyện đó. Ngài có nói câu nào không? Đó. Khi mà ví dụ như Ngài có gặp cá nhân quý vị, thì gặp người đủ duyên, thì Ngài nói những cái việc Ngài làm đó là ý nghĩa gì gì. Quý vị có cúng hay không kệ quý vị. Nhưng riêng Ngài không có nói trước công chúng, như cái bữa lễ Ngài đâu có nói câu nào đâu. Nhưng mà móng đồ bên kia móc hết trơn rồi. Ngôi chùa Đạo Tràng 4 là bây giờ người ta móc móng hết rồi. Ta làm hết rồi, chuẩn bị chừng 2 tháng nữa thôi là người ta đã lên nhà hết rồi. Nghe không? Đó, làm rõ ràng, nó thấy chưa? Đó là cái mà bản thân những đức kệ, những đức còn trẻ, những đức giảng trước công chúng, những đức phương tiện tùy những đức. Nhưng mà chưa bao giờ những đức vì một cái việc đó mà bản thân những đức đi gặp quý vị, hoặc là những đức đi than thở quý vị mỗi tuần, có không? Không có đâu quý vị. Thật sự mà nói, những đức có để hai cái thùng đó là xây đạo tràng 4 ngoài đó đó, tùy quý vị thấy, quý vị muốn làm gì quý vị làm. Chưa bao giờ trong thời điểm này những đức làm nhiều thứ mà những đức đi ghen rỉ quý vị, không có. Còn cái việc tặng khăn quý vị là 100% những đức đã đặt rồi, mà tại vì người ta đem về trễ. Thấy không? Thật sự tặng khăn với vị nghe, đừng có nói là 10.000 cái, 100.000 cái nhà đức cũng đặt được nữa chứ đừng. Họ có làm nổi cho những đức tặng quý vị hay không? Này quá nhỏ rồi, khăn này nó quá nhẹ nó thật sự. Nhưng mà do họ làm không kịp thôi, nên từ đó, nếu mà từ đây tới nghỉ lễ mà có lúc nào những đức tặng vị lúc nay, người nhà đức vậy đó. Xin thưa quý vị, những đức khi có cái gì mới rất thích cho người khác, chưa bao giờ thích để cụ, và không bao giờ cái chuyện đồ mới mà thích đi một mình. Vì biết rằng mỗi lần chùa mình mua một món quà gì, một chiếc xe gì, những đức đều cho mấy anh em cái chị trước không? Tại vì sao? Trong lòng những đức thích như vậy đấy, rất là thích như vậy đó quý vị à. Đó, tại vì cái tính của người mình nó đáng vậy rồi. Mình biết mà, cái gì mình xài cá nhân mình thì phước mình xài mình, cái gì mình chia ra thì mình chia nhau cùng xài thì phước mình nó mới dậy. Mình nghĩ vậy đó quý vị. Đó, nên á, cái nền giáo dục nó rất là quan trọng. Trẻ em kế tiếp này cần phải được dạy, mà phải kết hợp nhiều mảng lắm để dạy. Chứ bây giờ mà tuần lễ thứ bảy có một chút này ăn thua gì? Có nghĩa là đẩy mạnh lên, phải kiến nghị làm sao về những cái vị trí mà giáo dục của trường học. Trường học rất quan trọng, kiến nghị cái chỗ trường học rất quan trọng để đưa lên cái mô hình giảng dạy cho trẻ em. Nhưng muốn giảng dạy cho trẻ em xác thực nhất là phải đi tìm hiểu các cháu khi đi học xong đi đâu, các cháu như thế nào, và mời phụ huynh cha mẹ đến để hỏi về cái chuyện học tập của các cháu, về cái tệ đoan các cháu bây giờ trong thời cuộc này, cái gì là điểm các cháu bị dính mạnh nhất, tìm hiểu ra. Người đó mới đặt vào tâm lý nhìn nhận sâu sắc và mới giảng dạy nhân sinh gần gũi nhất cho các cháu nghe. Chắc chắn vậy luôn á. Những đức nói cho quý vị nghe nghe, quý vị mà làm điều này khỏi cần lãnh lương. Nói mà người ta gặp quý vị tặng quà thôi, quý vị cũng giàu nữa. Tại vì hành động làm của quý vị làm cho người ta phải kính trọng quý vị, tìm đến nhà để mà tặng quà cho quý vị, khỏi cần luôn. 100% việc này mà, vì bản thân những đức làm việc này, những đức nhìn thấy rõ ràng mà. Đó, đó. Nên cái này mới là cái chuyện mà đỉnh cao của cái chỗ giáo dục và sở học sư phạm của quý vị mới là thật sự, mới đặt đề đúng. Nó đúng là tuyệt vời đó quý vị à. Giảng dạy nó không có khó, nhưng mà do gì chúng ta đọc trong sách chúng ta giảng dạy nó khó. Tại vì đó là cái lý luận nó khó. Nếu như quý vị mà nhìn sâu sắc vào cuộc sống, gần gũi nhất để quý vị giảng dạy thì cực kỳ dễ dạy. Dễ giảng thôi chứ, dễ giảng lắm. Nó nên á, mỗi một con người nên đẩy mạnh cái nền giáo dục, vì giáo dục nó quan trọng 100% quý vị luôn. Dù cái xã hội thời cuộc 4.0 này, nhưng mà giáo dục vẫn quan trọng hơn bằng cấp, chắc chắn quý vị luôn. Nếu như quý vị là một con người có tư tưởng giáo dục, quý vị vô trong công ty làm từ một tầng cấp thấp nhất, quý vị có góc độ và có tư tưởng chân thật, vì sẽ đi lên, đi lên. Tại bây giờ rất nhiều công ty xí nghiệp người ta đang tìm người chân thật, đang tìm người đó đó quý vị. Nói rõ ra chùa cũng đang cần tìm những đệ tử chân thật.
đang cần tìm những người đó. Những người gì? Những người đi đến chùa tu cực lực nhiệt tình cống hiến, nhiệt tình hết mình, không cầu chùa chiền, hết lòng hết dạ, không cầu cá nhân vật chất riêng. Đây là người thầy đang tìm người đệ tử đó. Đang tìm người đệ tử đó. Nhớ. Nên á, quý vị biết rằng á, từ cái tâm chân thật quý vị, cái người góc độ sâu người ta nhìn thấy. Như bản thân của những đức, ai mà chỉ cần đi vô chùa mà người đó có góc độ thôi, trước nhất những đức là đang quan sát người đó đó. Tại vì sao? Cái người có góc độ, họ nhìn được người có góc độ, họ sẽ chọn lựa mình. Nên chùa mình, quý vị biết rằng là những đức chọn người coi đạo vàng. Quý vị để ý đi, đa phần đều là những người không có tiếng tâm mà làm là thành công. À, chọn người nào đặt là đúng nơi đúng chỗ hết luôn. Chọn người là quý vị thấy im điềm từ khi xây chùa để nhìn ra người này, lượt người này trong vòng một năm mấy thì nhìn nhận người này luôn, im ru vậy đó. Cuối cùng rồi đưa lên là đưa người đó vô đạo vàng, ai cũng kinh ngạc hết. Người nghĩ người này, người kia người nọ, cuối cùng người ta không nghĩ một cái người cực kỳ thấp ở phía sau, mà người này là người chân thật, hiền, biết nghe lời, rồi đặc trách là lo làm, siêng năng, cứ nhiêu đó thôi là những đức chọn. Họ làm là thành công, họ làm là thành công liền. Còn những anh em bên cạnh những đức mà mấy ông mà mấy ông mà kiểu như có tiếng tâm đồ này kia, những đức lại đặt ông vị trí khác. Ông thích có tiếng, tôi cho ông có tiếng. Mấy ông thích cành lá, tôi cho mấy ông cành lá. Còn cái người mà thích bòi gốc, tôi cho cái gốc. Những đức hỏi quý vị nè, chùa chúng ta phát triển gì? Một mình những đức phát triển cũng quá đủ rồi, mấy anh em phải lui lại để chờ cơ hội sau này. Khi bản thân những đức đã đến lúc rồi, mấy anh em phải tiến lên. Nguyên lý đó nó rất đúng. Nếu như những đức đưa một người mà để cùng thợ những đức để cùng phát, lỡ anh em đụng nhau thì sao? Hiểu không? Đó. Nên những đức đưa một người không thiếu pháp, một người không biết gì nhiều, nhưng mà họ lại là người chân thật nuôi các cụ. Nếu mà họ thiếu pháp, biết đâu họ có chiên nuôi các cụ không? Họ lo cái việc tiếng tâm, họ bỏ các cụ thì sao? Nên những đức lo cái người là thương các cụ, gần gũi các cụ, lo cho các cụ bằng cả tấm lòng. Đó. Nên quý vị thấy rằng nếu như quý vị là người chân thật, cái góc độ sâu người ta sẽ nhìn quý vị. Như chùa mình, quý vị coi những đức đặt để không? Mỗi một con người, khi sau này những đức gặp một cái cô này, cô làm việc trong nhà nước, cô nói thầy làm nó phù hợp đó thầy. Cầm tiền không xài tiền mà xài tiền không cầm tiền. Làm quá đúng luôn. Ủa cái này mà thầy đó, thầy chưa đi học qua nghiệp vụ này sao thầy biết? Nói, khỏi học cũng biết. Tại vì sao? Nó cầm tiền mà nó xài tiền, nó cầm nó xài hết chứ thì sao? Nên nó xài tiền, nó không cầm tiền thì đưa tiền nhiêu nó xài, còn đem quá đơn về thôi. Vậy thì nó giữ được cái tâm ổn định. Không? Nó nên mà mình đưa người cầm tiền phải đưa cho khéo, chứ đưa cái người mà nó quá rộng rãi không còn cắt. Rộng rãi là tốt nhưng phải có trí tuệ để rộng rãi. Cái người rộng rãi là tốt nhưng phải có trí tuệ rộng rãi. Hồi đó chùa mình có một con bé nó dưới nấu ăn như nhà bếp, nó rộng rãi dữ lắm, nhưng nhà đức đâu có dám đưa nó gì đâu. Dù như đưa nó 5 triệu nó xài hết 5 triệu, đưa nó 10 triệu xài hết 10 triệu. Cái kiểu này chắc cuối cùng cho mấy bà già không gió Đà Lạt quá. Hiểu chưa? Những đức cũng rộng rãi nhưng những đức biết mình đang xài cái gì. Mình biết mình đang xài cái gì. Mà xài cái này rồi nó có cái này rồi phải lo cho cái này. Còn người ta không hiểu được là xài cái này rồi bây giờ cuối cùng trong chùa ăn cái gì. Nó giống như mà những đức lễ lọc, những đức kêu có gì đem hết đi, đem hết mấy cụ ăn cái gì. Mấy cụ trong chùa ăn cái gì đây? Rồi cuối cùng mấy cụ phải sống với mình, phải coi mình ra cái gì đây. Rồi làm sao người ta đi đến đây mà các cụ phải tôn trọng mình mà để cho người ta tôn trọng mình. Nếu như mà mình chỉ biết người ta ở ngoài vô đi cúng dường, mình lo cho người ta mà không lo cho các cụ, thì người ta vô đây đi tìm hiểu các cụ là mình bị rớt. Những người có góc độ cực kỳ, người ta sẽ đi tìm hiểu các cụ, ta đi hỏi các cụ. Hiểu không? Nó bây giờ mà bao nhiêu người đi tìm hiểu, đi hỏi các cụ đi. Quý vị có 100.000 người đến đây hỏi những đức không sợ. Tại những đức đã tặng đáy lòng với các cụ, bánh đường nào bánh nói được những đức cái gì. Hiểu không?
Nó bây giờ chưa tới tháng 7 gì chơi mà Như Đức đã may đồ cho các cụ rồi. Giờ là may đồ cho ba đạo tràng rồi đó. Tới đầu tháng 7 là mùa Vu Lan để tặng cho các cụ rồi đó. Từ tháng 7 bắt đầu là qua bước đến tháng 8 là chuẩn bị may đồ cho Tết các cụ. Là tới Tết rồi đầu tháng 12 là tặng cho các cụ. Các thấy không? Làm bao nhiêu chuyện mà cái gì tính từng chút gì. Thì bây giờ mới nhiếp thọ chúng quý vị. Hôm qua Những Đức gặp một vị thầy này thích tu tịnh độ. Mà trong trường Phật học ra trường, học nhiều thứ biết. Vị thầy này hỏi Những Đức cái cách để phát triển đạo tràng. Những Đức hỏi, Những Đức nói với thầy rằng: thầy có thấy thầy Trăng Hiếu không? Thầy Trăng Hiếu đâu có đạo tràng. Nhưng mà thầy Trăng Hiếu ẩn mình giảng. Thầy Trăng Hiếu là ẩn mình đó. Giống như cô không muốn phát tiếng làm gì. Nhưng im điềm thời gian thầy Trăng Hiếu rất là lâu. Cực kỳ lâu. Nhưng mà tiếng tâm nổi bằng cách nổi trầm. Đúng không? Thầy Trăng Hiếu là nổi trầm. Mà nổi trầm là do ngay chỗ nào? Vì thầy chuyên tu nên thầy phải trầm. Trầm. Còn Những Đức nổi nổi bỗng. Vì sao? Vì Những Đức nuôi con người nên Những Đức bỗng lên mới nuôi được con người. Mỗi người có nguyên lý khác nhau chứ quý vị. Hiểu không? Nhưng mà nổi trầm thì vì dễ ngủ gục. Nổi bỗng thì vì sống động trong cuộc đời này. Hiểu không? Nhưng mà có những lúc bỗng, nhưng có những lúc chúng ta phải chìm xuống. Trầm xuống. Trầm bỗng, trầm bỗng, trầm bỗng thì mới làm gì? Nếu trầm không thì con người ta không đủ sức định để tiếp nổi. Và đi vào chỗ trạng thái đó có khi không phù hợp với gia đình. Nên chúng ta có lúc thì nổi lên, nhưng có lúc phải trầm lại. Có nghĩa là chúng ta buộc mở cứ làm hoài trong cuộc đời này. Cứ như vậy mà tu là được. Thấy không? Đó nên Như Đức nói rằng là đi thẳng vào cái ngôi chùa chuyên tu. Ở trong đó. Tại vì mình đã hình thành được cái trường Phật học mình học rồi, ra trường rồi. Bây giờ đi vào cái ngôi chùa chuyên tu để cho người bình thường quản lý mình. Ở trong đó nửa năm, một năm để lấy kinh nghiệm, toàn bộ kinh nghiệm của người ta ở trong đó làm sao. Sau này khi nhân duyên của mình, nếu chia sẻ Phật Pháp được. Nhưng Đức nói với thầy rằng, thầy bây giờ muốn phát triển đạo tràng, không phải thầy đi đến ngôi chùa khác mà tự nhiên thầy có cơ hội đâu. Bây giờ trong thời cuộc này tu, nhưng thầy đi đến đâu thầy phải cần có tiếng và phải có tiền. Có tiếng và phải có tiền. Vì sao? Như Những Đức bây giờ, chỉ cần Những Đức đi đến nơi nào tổ chức thì Những Đức đem lợi ích cho chùa. Thì lúc nào người ta cũng thích Những Đức đến đó hết. Vì Những Đức đi đến đó là có thể hình thành vài ngàn người. Thì tất cả cúng dường đều quy hết cho người ta. Và cúng cho Những Đức bao nhiêu, Những Đức cúng lại hết cho chủ trì. Bản thân Những Đức không có đem về một cắt nào hết. Vì Những Đức có điều kiện đi đâu có Phật tử sẽ lo hết. Những Đức không cần cầm một cắt nào về chùa mình hết. Vậy thì Những Đức đi đâu pháp duyên cũng thù thắng. Chắc chắn luôn. Còn nếu hai điểm này mình không có, tự nhiên mình đi đến chùa người ta, mình có rủ ai được đi đến chùa người ta đâu. Nên mình vẫn là nằm trong vị trí là phục vụ. Phục vụ mình không có cơ hội đứng lên được. Nên phải cần đi vào cái ngôi chùa có tiếng tâm chuyên tu, để ở trong đó tu hành để lấy kinh nghiệm. Kinh nghiệm lâu ngày, lúc chúng ta đủ duyên bước ra thì bản thân chúng ta thật sự có kinh nghiệm. Nhà Đức hướng dẫn rõ ràng luôn, nhiệt tình luôn đó quý vị. Đó. Còn nếu như mà nói phục vụ chúng sanh, nếu như đặt vấn đề là bản thân Những Đức, xin thưa quý vị một câu, khỏi cần Những Đức phát tiếng luôn. Vì sao? Vì có người phát tiếng mà làm được rồi. Những Đức vào trong đó cùng với người này, chung tay người này để phục vụ chúng sanh, lợi ích là mục tiêu chúng sanh, không phải của mình. Con đường nào cũng được hết quý vị. Người ta thích làm sao Như Đức cũng hướng dẫn được hết. Nhưng mà nói hỏi Như Đức, nếu thầy đặt vai trò mà thầy đi tu, thầy vì chúng sanh thầy làm việc, thì thầy phải chọn sao? Tôi vô đây liền. Tôi dây tôi hạ mình hoàn toàn, đưa sở học tôi qua bên, không cần nói tới. Vì áp dụng chỗ này không được rồi. Nên tôi vô đây tôi cùng với người này nhiệt tình phục vụ chúng sanh, nuôi người già. Vì thành tựu của người này nuôi người già, đó là tôi chung tay thì cũng như tôi thành tựu. Xong rồi. Khi phúc đức mình đầy đủ thì tự người này nhìn ra mình có đạo đức, người này sẽ đưa nguyên ngôi chùa cho mình để có luôn. Bản thân chúng ta khỏi tìm ở đâu cũng có nữa. 100% quý vị luôn. Nên bản thân Những Đức càng tu tập nghe quý vị, Những Đức nói rằng, Hòa Thượng có giao chùa cho con hay không giao chùa cho con không có đặt vấn đề quan trọng gì hết.
con chỉ cần sống với Hòa Thượng, con nhiệt tình hết lòng, sống chùa chiền Hòa Thượng muốn giao chó ai cũng được, con không có quan trọng tới việc này nữa. Tại vì sao? Con hiểu rồi. Vì thành tựu cho người khác là thành tựu cho mình. Nên Ấn Tổ ngài nói, nghĩa là Ấn Tổ ngài nói rất rõ ràng, làm những việc người khác khó làm, thành tựu cho người là việc tốt. Nên bây giờ quý vị nhớ nè, chúng ta nghe pháp tu hành, cái quan trọng quý vị có mở được tâm lượng hay không? Quý vị có làm được cái chuyện mà thấy người ta được có món quà, bản thân mình hoan hỷ hay không? Cái việc nhỏ này thôi đó, mà nhiều người mình có khi hờn trách rồi đấy. Những đức tặng quà này mà có nhiều người ta còn hờn trách những đức. Tại sao mà thầy không cho con? Nó thèn ơi. Thì có nhiêu cho nhiêu thôi, chứ bây giờ không cho con là sao? Chứ tôi còn đâu có đeo cái khăn nào đâu. Thì công nhận quý vị, đâu có đeo cái khăn nào đâu quý vị. Đó. Thì giờ tại sao không cho con không hiểu sao luôn. Đó. Nên quý vị biết rằng là chúng ta đến với cái cuộc đời này quý vị à, những đức mong là làm sao mà từ bây giờ cho đến khi mình chết đi, bản thân của mình luôn luôn kết nhân duyên thiện với chúng sanh ở cõi ta bà nè. Hết lòng hết dạ kết duyên luôn. Những đức thấy mà cái hũ nước mà cái cô kia cô làm cô tặng như đức đẹp lắm, mà cái hũ tròn tròn giống như quả bom nguyên tử, nó đẹp lắm quý vị. Ừ, rất là đẹp luôn. Mà người ta từ từ ta thiết kế từ từ thành là tên của những đức, rồi khắc trọng điêu khắc trọng luôn, rồi niệm Phật thành Phật. Rồi những đức kêu cô điêu khắc cái tấm hình những đức vô thử làm sao. Thấy không? Nó thật sự quý vị biết rằng cái mặt mình cũng không đẹp đẽ gì, nhưng mà mình muốn đem cái mặt khuyên người niệm Phật của mình đi giới thiệu cho chúng sanh, để kết duyên với chúng sanh ở cõi ta bà này. Thích làm vậy đó quý vị. Biết đâu có những con người gì, ai biết đâu, chúng ta đâu biết mình là ai. Biết đâu một cái người nào đó người ta đến với cái cuộc đời này, người ta đem bộ mặt đó ra để người ta khuyên vị tu làm sao. Đúng không? Khi chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc, chúng ta trở lại thì nhân duyên độ sanh chúng ta càng rộng hơn nữa. Càng rộng hơn nữa quý vị. Nhân chúng ta trồng hôm nay, cái quả bất cứ lúc nào chúng ta trở về đây nó cũng thù thắng. Thí dụ như bây giờ nhân những đức đời này, những đức gieo quá rộng, khi những đức trở đến cái cõi này, phước duyên những đức rất đầy đủ, khi độ sanh rất tiện lợi, mọi mặt đều tiện lợi hết. Mà những đức tính cái thời cuộc càng về sau thì cái xã hội này nó càng phát triển mạnh. Nếu như thiếu phước không độ sanh được. Thấy không? Thiếu phước không độ sanh được. Thí dụ như đời này mình có 1 tỷ phước báo, đời sau mình trở lại mình phải có 100 tỷ phước báo. Tại vì đời sau nó càng tăng tốc lên, đồng tiền càng ngày càng rẻ rồi quý vị. Chúng ta phải phước báo mình phải dày hơn, đời này gấp bao nhiêu lần thì chúng ta mới làm việc cho chúng sanh được tiện lợi chứ. Tiện lợi đó. Nên quý vị biết rằng là chắc thật đem cái phước báo mình có được, nhiệt tình hết mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Thì quý vị thôi, mình có phải có góc độ, hiểu không? Góc độ cực kỳ sâu sắc. Thí dụ như bây giờ người ta làm một cái gì bản thân mình muốn chung tay, bản thân mình phải có góc độ nhìn rằng cái chỗ đó làm có phù hợp hay không. Mình phải có góc độ là có phù hợp hay không, và cần làm hay không. Và tại vì đồng tiền mình làm cũng cực. Có nhiều người nói rằng bây giờ thì đã cúng rồi, cúng rồi thì quên đi, thì đúng là quên. Nhưng mà cái góc độ chọn lựa thì việc này cần phải chọn lựa. Đúng không quý vị? Chọn lựa. Như vậy thì quý vị đặt để nó mới phù hợp. Thí dụ như một hạt giống trồng phải đúng nơi đúng chỗ, nó mới có thể phát triển.
trồng không đúng chỗ là tiêu. Nên á, mỗi một người mình á, nghe đạo nghe quý vị, phải nghe làm sao thông được cái tâm, tu làm sao cái tâm mình nó mở rộng ra. Khi quý vị cái tâm tu nó đã mở rộng ra thì mọi mặt trong cái cuộc đời này quý vị giải quyết rất là dễ. Vì sao? Vì cái tâm mình nó mở rộng ra nên cái chuyện gì đến với mình cũng giải quyết dễ dữ lắm. Còn thí dụ như cái tâm mình mà nó không mở rộng ra thì xin thưa quý vị, cái việc nhỏ nó cũng chói buộc quý vị nha. Việc nhỏ xíu nó cũng chói buộc quý vị lại để sanh phiền não nữa. Bây giờ một cái khăn không có cũng buồn phiền não nữa. À, tại vì sao vậy? Cái gì nó cũng bị chói buộc phiền não hết chứ quý vị. Quý vị đi đến chùa mình tu tập, không? Quý vị muốn cúng dường cái gì, quý vị phải thông qua chồng đàng hoàng. Còn nếu không động vợ động chồng, thà đừng cúng. Đừng cúng. Nhớ kỹ nghe. Từ khi đồng tiền này là đồng tiền mà chồng quý vị cho riêng quý vị để dành ăn uống mà để dành, thì cái đó quý vị có quyền. Tại vì chồng cho mình ăn mà mình ăn ít, mình để dành tiền mình tu phước duyên. Còn tiền của chồng công vợ, thí dụ của vợ công chồng, thì thí dụ như chúng ta phải thông qua vợ chồng cho đàng hoàng. Tại vì không phải cá nhân của mình, không phải cá nhân mình mà mình quyết định một mình và không có đúc. Nhớ kỹ, không có nói rằng đây là cái công đức gì lớn, xây chùa công đức lớn gì. Đã là không đồng tình giữa vợ chồng thì không làm, chờ cơ hội chừng nào đủ duyên thì mới làm. Nhưng mà mình có quyền nêu lên với chồng, nêu lên với vợ. Anh thấy nhà chùa làm điều đó thấy được, anh cũng muốn tu phước tu duyên để cái đức lại cho con cháu mình. Để anh thấy làm sao hay em thấy làm sao, để cho mỗi người tự suy nghĩ. Lúc đó quyết định là quyết định giữa vợ chồng, chứ không có được mà nói đó là công đức. Rồi không có tiền cũng tùy tiện đi mượn tiền để đưa đi cúng, hoặc là bạn đồng tu đi tu chung hỏi mượn tiền mà tùy tiện không thông qua chồng mà đi cho bạn đồng tu mượn. Trong cuộc đời này chúng ta tin ai? Chúng ta tin nhân quả thiệt, nhưng trước nhất chúng ta phải chịu cái phiền phức khi trong cuộc sống này. Đổ vỡ gia đình rồi sao? Lúc đó quý vị sẽ khổ te tua đó. Đừng bao giờ giỏi dạng tin người khác mà để đưa gia đình mình ra cái lòng tin đó. Nó thôi chị ơi, chồng của em cái gì em phải hỏi. Người ta không có chê mình ngu đâu, phải hỏi chồng tiếng. Còn từ khi mình một mình quyết định chuyện đó, mình chịu trách nhiệm hết. Nhưng có chồng thì mình phải hỏi chồng, có vợ phải hỏi vợ. Hai bên phải kết hợp với nhau. Mình như vậy rất là đúng, chứ đừng có nói nhà chùa đang làm gì đó công đức vô lượng. Công đức vô lượng đâu chưa thấy, mà thấy cái chuyện gia đình tan hoang phiền phức xảy ra. Nên khi cúng cái gì phải tính cho thiệt kỹ, suy nghĩ cho kỹ. Tại vì làm được rồi mà gia đình không bị ảnh hưởng. Đừng bao giờ cho rằng làm việc trong Phật Pháp là công đức vô lượng, cúng nhiều có nhiều, bậy. Chừng nào có thì tính, nhưng trước nhất bây giờ thấy già không còn cắt. Cái này nên suy nghĩ kỹ lại nghe. Làm sao mà mình càng cúng mà bản thân mình vẫn có cơm ăn ở nhà bình thường, đảm bảo được chuyện gia đình. Nghe không? Bạn bè đồng tu là đồng tu có thể bao nhau buổi cơm hoặc là ăn cái gì, nhưng tuyệt đối không có dính dáng cái chuyện bản thân chúng ta đụng tới cái chuyện mượn tiền qua lại. Hồng dính, dính vô là gán chịu. Nó, cái đó là cái quý vị không khéo đó. Khi người ta đã muốn một việc gì, người ta bất chấp, người ta muốn nói gì cũng được. Đi tu thì đi tu, không phải ai cũng là hoàn toàn tu giải thoát đâu. Cái này là Như Đức hướng dẫn quý vị, nó rất là cân bằng nghe với cuộc sống luôn á, chứ Như Đức không nói ai hết trơn á. Đó, nên Như Đức khuyên quý vị nè, quý vị khi đi về chùa, quý vị hãy lo tu đi. Đừng bao giờ đi về chùa vì một cái mặt kinh doanh nào khác. Nếu quý vị mà lo về tu hành, phước duyên quý vị còn cực kỳ lớn hơn. Đừng bao giờ có một mặt kinh doanh khác. Nhớ nghe, những đức quý quý vị không nghe bị gán chịu. Vì khi chúng ta đi được đi đến chùa là để thời gian của chúng ta được cái tâm an lạc, chúng ta có được những giây phút được ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Chứ không phải mục tiêu đi đến chùa
để chúng ta quảng cáo một số sản phẩm này kia. Hãy ngồi suy nghĩ cho thật là kỹ. Muốn làm cái gì thì ở trên mạng, chị em biết mình, tự người ta vô cái trang của mình mà người ta cần cái gì mình đáp ứng. Đó là chị em vì Phật giáo đàng hoàng. Còn đã bước đi đến chùa là hoàn toàn chỉ có tu tập, còn cái gì cúng dường Tam Bảo, không dính một cái gì. Cho quý vị biết rằng bản thân những đức quá kinh nghiệm rồi cái chuyện khi người ta đi đến gần chùa ở. Nên như đức đã từng có một bài giảng mà người ta không đồng tình. Không đồng tình cũng không được nữa. Tại vì sao? Vì hoàn toàn nó là như vậy mà vì sao mà không đồng tình? Nó là như vậy mà không đồng tình cái gì? Làm gì? Những đức là người trên đó ngày xưa mà những đức không biết nữa là thôi. Tại vì sao? Họ là như vậy. Nên từ nơi đó đồng tiền danh lợi nó rõ khó vượt qua dữ lắm. Cả người tu hành đây mà còn khó vượt qua đây mà. Không chỉ là một người bình thường vì một gia đình của mình. Khó lắm quý vị à. Nên những đức nói rằng cho quý vị biết, mình cúng dường mình hộ trì một người phải có trí tuệ. Không khéo không phải hộ trì đâu, mà là hại người đó. Nhất là những người đi tu còn trẻ trẻ. Đừng bao giờ tùy tiện cúng dường tiền cho họ để đi đầu này đầu kia tham học. Tham học không khéo thành tham lam. Cẩn thận quý vị, không phải hộ trì người ta đâu. Quý vị tạo điều kiện cho người ta đi nhiều chỗ, sau này mắc đạo đó. Một con người chịu lo tu hành, Phật Bồ Tát không có bỏ họ đâu. Họ ở đâu sẽ có thằng hộ pháp hộ trì cho họ. Chắc chắn quý vị luôn á. Còn đi long nhong đầu này đầu kia miễn bàn. Tuyệt đối cái chuyện dù là người xuất gia mà đến tận nhà mình cái này cái kia là tuyệt đối dứt phát. Tại vì sao? Không khéo tới chuyện gia đình. Còn người xuất gia mà chỉ cần nhắn tin về tiền bạc là chúng ta dứt phát liền. Từ ban đầu phải dứt phát liền, không được dây dưa. Dây dưa rất phiền phức. Thí dụ như có những người trượng phu chỉ cần động nhẹ câu người ta là người ta đã không chấp nhận rồi. Còn có những người chúng ta thật sự mặt chai vì mặt chặt thì chúng ta phải tránh xa liền. Cái đó rất nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Một con người khi mượn tiền mình một câu dứt phát được không? Không, không thôi. Người này còn có thể cho mượn tiền được. Đưa rồi khỏi cần nói trả luôn. Muốn trả trả, không trả thôi. Còn một con người đã đeo theo mà mượn cho bạn được, thì con người này nếu bị đã đưa rồi thì đừng suy nghĩ họ trả. Đã đưa rồi thì đừng suy nghĩ họ trả. Vì người này nó dai dữ lắm. Nẹo mà quý vị. Hiểu không? Mình đói chết bỏ nhưng hỏi một câu. Khổ quá, hỏi một câu thôi. Được được thì thôi, tùy phước phần của mình. Chúng ta như vậy thì con người này quý vị đưa họ đừng quan tâm tới nữa. Tại vì họ chỉ có một câu thôi, quyết định luôn. Tại vì sao? Được không được thì thôi. Em đang kẹt quá, thật sự rất kẹt. Nên từ nơi đó, chừng nào trả, em cũng chưa biết chừng nào trả cho anh luôn. Tại sao em rất kẹt mà con đường của em hiện tại rất khó khăn, rất khổ. Không biết chừng nào để trả cho anh được. Nếu giúp được thì cứ giúp, không giúp được thì thôi. Người này còn có thể. Mượn tiền mà nói kiểu này là người này không phải đơn giản. Họ nhất định sẽ trả cho quý vị đó. Còn nói ngon nói ngọt à, em đưa cho chị đi, đưa cho anh đi, tiền lời mỗi tháng này kia là nó rút binh luôn. Rút binh luôn cho quý vị biết, không có giỡn đâu. Thôi, tiền chúng ta để trong túi mà xài. Muốn xài cái gì đó xài. Đừng có giờ đưa qua tay người khác. Tiền trong tay mình là của mình. Tiền đưa qua tay người khác là của người khác. Đúng không? Đừng có nói bạn đồng tu gì. Bạn đồng tu là bạn đồng đi tu, chứ không phải là đồng tiền. Đồng tu chứ không phải đồng tiền. Nghe quý vị. Nên những đức nói rất là rõ ràng. Chùa những đức làm bao nhiêu chuyện gì, những đức chỉ nêu cái mà làm tốt. Quý vị có làm hay không làm, đó là chuyện của quý vị. Thấy không? Bây giờ những đức với hòa thượng có xây chùa 4-5 cây cột để đó, không xây được, những đức cũng không có ảnh hưởng gì những đức chứ. Hòa thượng cũng không ảnh hưởng gì hòa thượng chứ. Thầy trò tôi có tâm, nhưng chúng ta không đủ duyên, chúng sanh không đủ phước, thì chúng ta có để 4 cây cột chứ. Rõ gì nặng nề chi. Bao nhiêu Phật tử nói trời tội nghiệp thầy, lúc này năm nay thầy phải lo nhiều thêm. Tội nghiệp gì? Tội nghiệp cái gì? Hỏi tội nghiệp tôi đi.
lo tội nghiệp mấy người, tôi có gì đâu tội nghiệp tôi. Ông thầy hung dữ tới ghê trời trời, kỳ cục quá cái gì đó. Ngồi phía sau nãy giờ tội nghiệp ghê. Lỡ tới đây mà nhìn thấy lỗ tai thì không, kỳ ghê. Thấy, thấy chưa? Nên quý vị à, những điều như Đức chia sẻ đây nó rất xác thực trong cuộc sống. Thấy không? Cả anh em đều cũng vậy. Mượn tiền thì vợ chồng phải thông nhau. Đừng bao giờ mình nghĩ rằng anh của mình đưa tự ý, vợ mà bắt phục. Đừng bao giờ nói chị của mình mà vợ tự ý, chồng bắt phục. Chúng ta phải đồng vợ đồng chồng, đó là sự tôn trọng với nhau, cái gây dựng hạnh phúc. Hiểu không? Rất là rõ ràng. Nó, nên chúng ta nói thiệt chứ cái gì cũng là gia đình mình là cái quan trọng. Mất gia đình rồi chúng ta đi đâu đây? Mất gia đình chúng ta đi đâu đây? Vô chùa thì việc này chúng ta nói thiệt mà nói nghe, quý vị khỏi cần lo, những đức làm được. Nhưng quý vị có thể đi vô chùa ở luôn được hay không? Quý vị đi lại ở đây là ở với một tuần, hai tuần, một tháng thì việc này không nói gì quá đâu. Nhưng khi bị vô đây ở luôn đi rồi quý vị sẽ thấy cái bộ mặt thật của những đức. Nhớ kỹ, đối với người thường trụ ở luôn thì hoàn toàn có cách khác. Đối với người mà cộng tu lâu dài khác. Đối với người đến chùa 2-3 ngày là khác. Khác đây không phải là giả dối. Nhưng nếu quý vị đã vô luôn thì những đức sẽ thẳng thắn với quý vị. Có nhiều thứ nhà Đức rất thẳng thắn với quý vị. Vì sao? Vì đã là người nhà rồi thì không cần phải dòng do tâm quách nữa. Không? Không khách sáo nữa đâu. Còn bị đi đến chùa 2-3 ngày dự lễ khách sáo với vị đó. Khách sáo là gì? Sao cũng được. Không? Còn đã là người trong nhà thì là có quy tắc. Nhà không có quy tắc của nhà. Nước không có quy tắc của nước. Loạn hả? Nên, còn quý vị đi đến đây cộng tu thì là rất là thoải mái, nên sao cũng được. Nên quý vị mới đi đến đây tu, đúng quý vị? Đây là giảng rất là thật lòng nghe quý vị, rất là thật lòng. Nhưng trong đó không có một chút gì về cái chuyện mà muốn vật chất. Vật chất cho người ta, làm cho người ta, làm gì bản thân những đức phải nặng vấn đề đó. Thật sự điều là làm cho hội chúng à. Nên quý vị nhớ rằng tu học vậy thì nó quá thoải mái rồi, quá an lạc rồi. Những đức nó thật sự nhiều người người ta tiếp nhận Phật pháp mà tại sao cuộc đời người ta lại rất là khổ, người ta lại rất là nặng nề, rất là khổ. Những đức nói quý vị nghe, nếu quý vị thật sự dùng Phật pháp để áp dụng để độ sanh chân chính mà làm đó nghe, quý vị không bao giờ thiếu cái gì đâu, không bao giờ thiếu cái gì đâu. Chắc chắn quý vị luôn, từ khi những đức bước vào cửa đạo tới bây giờ luôn, những đức chưa có bao giờ mà những đức thiếu một cái gì. Đây là rõ ràng Phật pháp nó quá hay, tuyệt vời luôn. Nếu quý vị áp dụng Phật pháp trong cái cuộc sống quý vị nghe, từ hạnh phúc và phát triển, chứ không bao giờ quý vị thụt lùi. Không bao giờ thụt lùi đâu. Thấy không? Nó, đây là những bài chia sẻ Phật pháp mà quý vị xác thực rõ ràng luôn. Còn sau này đi đến chùa ở là đi thẳng vô chùa đi. Chùa rộng nè, vô chùa ở đi. Mà vô chùa cũng đừng bao giờ nghĩ rằng tôi có điều kiện tôi mua cái phòng. Đừng làm điều này luôn. Đã vô chùa ở thì nhập chúng, nhập cảnh, nhập duyên mà tu. Một cái phòng riêng thì không khác nào đem cái nhà mình vô trong chùa. Cuối cùng người ta tưởng đâu là có một cái phòng, thì người ta lâu lâu người thân đến thăm, người ta dễ độ người thân. Không độ được người thân mà người thân độ mình đi ra ngoài. Tính chưa chắc đâu. Kinh nghiệm quản chúng nè, thấy bao nhiêu người rồi đó. Lạ thay vô con cái phòng ở không có lâu. Tại vì sao gì biết không? Một là vì được thoải mái. Hai là gì? Người thân gia đình vô muốn tu tu thôi, không quản lý được. Khó quản lý chỗ đó. Còn vô trong 6 người, 7 người ở chung thì phải theo quy tắc. Quy tắc nó giúp cho mình sanh phước duyên đầy đủ. Nó kết luận là sau này cuối đời nó có kết quả rất là lớn cho chính mình đó. Và thêm cái nó luyện mình trong cái buồn vui, cuối cùng tâm quân bình trước buồn vui. Còn nếu như mà bản thân mình mà cá nhân có một cái phòng ở riêng thì nguy hiểm, vì không ai đụng được mình. Không ai đụng thì không nói lên gì về cái chuyện tu hành cả.
Nên cái đó là cái rất quan trọng. Đã vô chùa là cứ nhập chúng đi. Nếu cho những đức chọn lựa, nếu như những đức xây một ngôi chùa, xin thưa quý vị, bao nhiêu cái phòng, thí dụ có thể làm việc này được nè, có một khu, lâu lâu có những người cộng tu lâu ngày ta đến ở một hai ngày, Phật tử, một số Phật tử nước ngoài gì một hai ngày, kệ cho người ta ở cộng tu, ta ở không, không có một cắt bạc nào trong đó hết. Hoàn toàn nhà chùa chúng ta đều quy nhất cái chuyện gì, người vô chỉ có ở chứ không có nói đặt vấn đề là tiền. Sạch sẽ luôn, không có chuyện này. Nếu cho chùa những đức mà quyết định thì sẽ làm như vậy đó. Cái quy mô mà gọi là nhiều người làm thì nó không làm. Ví dụ như bây giờ vài ba người hộ pháp không bằng 10.000 người hộ pháp. Chùa mình mà đợi những người giàu đem tiền đến thì ở đây ngóng mỏ rồi, chết queo, queo luôn đó, chứ đừng nói mà queo. Chùa chúng ta là thập phương bá tính, Phật tử khắp nơi, ai cũng có tấm lòng, người nhiều kẻ ít, chứ không có một cá nhân ai là người hộ pháp cho chùa này. Nên từ nơi đó mà chúng ta mới sống vui gì. Nếu chỉ có hai ba bà nào ở đây giàu phát tâm thì những đức lo rồi đó, những đức cũng bị sách mỏ đi vòng vòng. Tại vì sao? Vì hai ba bà này làm sao những đức ở trong chùa hoài được. Lâu lâu họ cần cái gì những đức phải ra tay. Tại vì sao? Nhà có cái gì phải lỡ cúng, rồi cái gì phải lỡ ăn vị Phật. Còn bây giờ có ai đủ những đức đi đâu được đâu. Vì sao? Vì tôi đâu có dính cá nhân, đâu có dính cá nhân ai đâu mà nói tôi được. Này là 100% luôn đó quý vị. Quý vị đi tìm đi, khó tìm ra chỗ này lắm. Cái mô hình của những đức là mô hình gì biết không? Mô hình tôi là mô hình tôi nhìn ra, chứ không phải là mô hình mà đi theo cái quy mô từ đó giờ. Mà tôi là ở phía sau nhìn được tổng thể. Nhiều người đi đến chùa hộ pháp gặp sư phụ, sư phụ không đơn giản cái sư phụ đó đâu. Sau lưng chưa chắc là sư phụ. Vì lúc trước nè, tôi ở phía sau tôi biết hết trơn, gặp cung kính lại sư phụ, sư phụ. Ở phía sau chọt quá trời chọt, vậy đó nói ủa sao kỳ cô, sao tôi thấy cô mà gặp thầy sư phụ ghê quá, sao cô sau lưng cô nói kỳ cô. Thấy chưa? Mình biết, mình biết được rồi. Sau này tới đời mình nói khỏi sư phụ mày, mệt quá sư phụ muốn chọt tao nữa hả sư phụ gì. Nhiệt tình hết mình thôi, khỏi đi con. Nên ai mà lỡ chùa mà chỉ cần nói một câu rằng thầy ơi, thầy yên tâm, thầy cứ làm đi, cái gì thầy cần thầy báo con biết. Những đức nói mô với đầu Phật, tôi không có chờ ngày đó đâu. Tại vì sao? Cái gì cũng do cái chủ động mà ra, cái gì cũng bị động, chết queo quá. Nên quý vị nhớ, chùa của chúng ta đây là nó có quy tắc rất là đặc biệt, là cái gì nó không có cái chuyện đó. Nên đừng có ai gặp những đức mà nói câu rằng thầy cần cái gì thầy báo cho con. Đừng có báo, cần cái gì thì cúng đi, báo gì cúng báo gì báo nữa, đi nghỉ đi. Nên còn cái chuyện mà cái gì nhóc nhen nhen thì mấy cô tự xử lý, nó kêu thầy báo cái cửa đó đâu con, báo gì mà báo. Khi thầy làm gì thầy nói cái đó tốt, nó cũng muốn làm gì làm đi, kêu với điện thoại, không có điện, điện thoại làm chi. Nên như vậy nên chúng ta mới ở được chỗ yên. Thời gian đi tu mười mấy năm, cỡ nào cỡ cũng đỡ hô. Nên dù cỡ nào chăng nữa, những đức cũng được mười mấy năm có niềm vui. Và càng ngày thấy Phật Pháp tuyệt vời quá. Pháp quá tuyệt vời. Quý vị cứ yên tâm đi. Quý vị có phước là vị có phần. Trước mắt giống như vị không có vậy đó, nhưng nó quay vòng nó cũng đưa cho quý vị. Còn quý vị không có phước rồi, nó có đưa vô tay quý vị thì nó cũng chạy qua người khác. Đứa con có phước á, quý vị có đem nó bị bỏ ra biên địa thì nó lỡ biên địa thì nó cũng hình thành một cái hoàng cung. Còn cái đứa con nó đã không có phước, vì có đưa nó vô hoàng cung thì cuối cùng nó cũng đến hầm rác nó nằm đó. Phước phần là cái cực kỳ quan trọng. Thành công của con người là từ phước phần mà ra, chắc chắn quý vị luôn, 100%. Thấy không? Phải tin, tin vậy đi thì bị xét an lạc à.
tất cả những đứa con bị sinh ra nó đều có phước bằng hết chứ. Quý vị không cần để cho nó một cắt nó cũng có anh. Tại vì sao? Vì nó có phước phận. Nên chúng ta làm cha làm mẹ, bây giờ nếu chúng ta không rõ ràng với con thì con nó trách mình. Nên thật sự là con mình nó có phước phận, phải tin chỗ này. Bản thân những đức nha, lang thang một gần nửa cuộc đời, cuối cùng ai nghĩ những đức đi tu? Bản thân những đức còn chưa suy nghĩ những đức đi tu. Có khi những đức ngồi trong ngôi chùa mà những đức nói ủa, ủa mình đang ngồi ở đâu vậy ta? Tại vì sao? Cái việc này những đứa đâu có nghĩ tới. Nửa cuộc đời của những đứa chưa bao giờ suy nghĩ những đứa phải đi tu. Đâu, những đứa đâu có tâm nguyện đi tu đâu. Mà cuối cùng những đứa lại đi tu. Lạ như vậy. Rồi cuối cùng càng tu thì càng thích đạo. Còn có những người có tâm nguyện quá trời lớn mà vô đạo thì càng chán đạo. Còn những đứa thì càng tu lại càng thích đạo. Dù ai có phê phán cỡ nào, những đứa vẫn thấy cái đạo của Phật là đặc biệt. À, nhớ kỹ nha quý vị, ai có phê phán cỡ nào là do bị không cảm nhận được cái đạo của Phật. Nếu như thật sự bị cảm nhận được cái đạo của Phật, đạo Phật là số 1, thật sự luôn. Đức Thích Ca Mâu Ni chưa bao giờ xỏ mũi ai để dẫn đi và lôi kéo tín đồ. Quý vị thích chọn như thế nào đó là chuyện của quý vị. Thì cuộc đời chúng ta đi tu cũng vậy, chúng ta đều tùy duyên phục vụ người ta, kẻ đến và người đi, chuyện đó của quý vị quyết định, đúng không? Vậy thì bị quá tự tại rồi, đúng không? Đó, nên cái câu mà Như Đức thường nhắc quý vị nhớ kỹ rằng đừng bao giờ chúng ta hụt hẳn khi người khác bỏ rơi mình. Người ta đang thương mình, cực kỳ thương mình, chúng ta cũng phải chữ một chút xíu gì đó cho bản thân mình. Đó là gì? Nếu như một ngày nào anh bỏ tôi hay em bỏ tôi thì làm sao đây? Chúng ta trả lời tôi phải sống. Tôi phải sống. Đừng bao giờ cho rằng con người sống ở cuộc đời này họ sẽ hoàn toàn hết mình với mình. Dù hiện tại họ rất hết mình với mình, nhưng chúng ta luôn luôn phải hết mình với chính bản thân mình. Hết mình với chính bản thân mình là gì? Là bản thân chúng ta tuyệt đối không bị gục ngã bất cứ một sự cố gì trong cuộc đời, không bị gục ngã. Đó là người biết thương mình. Nhớ kỹ nghe quý vị, đây mới là người thật sự biết thương mình. Quý vị gục ngã rồi thương ai? Chồng vừa bỏ mình là mình suy sụp. Quý vị suy sụp để làm gì? Vợ vừa bỏ mình là suy sụp. Bạn thân của mình hoàn toàn thân với mình bao nhiêu chục năm mà nó lại lấy vợ mình, suy sụp. Không có suy sụp. Vì trong cuộc đời này bất cứ chuyện gì trong cuộc đời này cũng có thể xảy ra. Nhớ kỹ nghe quý vị, không việc gì mà không xảy ra hết á, thấy không? Đơn giản đứa con mình mến tay mến chân nuôi từ nhỏ đây nè, như vậy mà nó dám cãi tủ, nó lấy tiền của mình, hoặc có thể nó dám giết mình để lấy của. Quý vị ngoài đời thấy có chuyện này không? Không lẽ quý vị suy sụp? Con mình gạt mình, con mình có thể dùng mọi kế để xử lý mình. Quý vị hụt hẳn? Không hụt hẳn. Vì sao? Vì tôi đã nghe thầy giảng, trong cuộc đời này có thể bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều có thể xảy ra. Hiểu không quý vị? Đó. Quý vị mà có cái tâm này thì quý vị luôn luôn là có một cái sự dự trữ về cái cuộc sống của chính bản thân mình. Không phải dự trữ tiền, mà là dự trữ về mặt tâm linh của nội tâm. Một ngày nào như Đức sẽ không còn một cái gì nữa cả. Như từ ở trên núi cao rớt xuống, không còn một cái gì cả, chỉ còn một cái quần. Tại vì cỡ nào cũng phải còn cái quần. Cái quần còn không còn nữa thì sao? Hiểu không? Thì mong Phật tử lúc đó thương nhà Đức cho thêm cái áo. Hiểu không? Có nghĩa là chỉ còn có cái quần và cái áo thôi, không còn một bộ đồ nào để thay đổi hết trơn á. Lúc đó phải làm sao đấy? Thì lúc đó thì lo niệm Phật, đi lang thang niệm Phật thôi chứ làm sao chị? Chứ làm sao bây giờ? Mỗi ngày cũng cười, thêm cái ba lô như hồi sáng bị coi cái bài pháp, đội cái nón và thêm một cái hồ lô. Hồi sáng giờ đi có nói cái hồ lô quý vị. Hồ lô này cái gì trong đó? Viên thuốc A già đà ở trong đó.
Nhiều người ta nói rằng ông thầy Đức này công nhận bây giờ duyên phước đồ he, chùa chiền và thượng giao quá trời. Một ngày nào tôi không còn cái gì nữa cả. Vì sao? Chết rồi còn gì nữa. Hiểu không? Chết rồi còn gì nữa bây giờ. Cái gì cầm theo? Thiện ác cầm theo. Nếu không cầm thiện thì cầm ác. Còn nếu làm thiện làm ác lượt thì cầm hai thứ theo. Xuống dưới vua Diêm Vương tính sổ mình. Nên cuộc đời có người bị hụt hẳn làm cái gì? Người ta hôm nay người ta thương mình, người ta sẽ nói hoàn toàn, người ta moi trái tim ra đưa cho mình đó. Nhưng ngày mai người ta không thương mình nữa, một cọng lông người ta cũng không cho mình nữa, chứ đừng nói chi moi trái tim. Quý vị hãy chờ ngày đó đi, trong cuộc đời này quý vị có gặp việc đó không? Bây giờ 43 tuổi là lay quay chết bây giờ. Không vui để sống hay đợi chết. Thấy không? Nên sống vui, sống niệm Phật, sống có ý nghĩa. Tranh thủ thời gian. Hòa thượng còn đang tranh thủ, mình không chịu cố gắng nữa thôi. Nên ai cũng đang tranh thủ. Tranh thủ cái gì? Tu tạo phước duyên.